mình sẽ hướng dẫn các bạn gửi ảnh từ máy ảnh Canon gửi wifi qua điện thoại. Đầu tiên thì mình sẽ tải cái app này giúp mình. App này tên là Camera Connect này, có biểu tượng Canon này. Ok. Sau đó mình sẽ ấn vào dấu cộng ở đây. Tìm tên máy này. Ví dụ máy của mình ở đây mình sẽ có là i430M. Tên máy này, đây này, ok. Sau đó mình sẽ bật máy lên này, ấn vào nút xem ảnh này. Ok, ở đây thì nó sẽ có cái biểu tượng gửi ảnh qua wifi đây, ở góc bên trái này. Nếu như mà bạn chưa kết nối thì mình sẽ phải đặt tên cho cái wifi, đặt tên cho máy. Ok. Bước này thì mình sẽ ấn vào cái hình điện thoại nhé. Ấn vào dòng đầu tiên này. Cứ dòng đầu tiên nhé. Dòng ảnh đất này. Rồi ở đây mình máy nó sẽ phát ra cái wifi như này. Thì mình sẽ bắt cái wifi này. Dưới này 856 72487 87 kết nối đi. Ok, rồi mình sẽ quay lại app này. Thì máy ảnh sẽ tìm thấy cái điện thoại của mình gắn vào đây. Yes. Đó, thế là xong. Vào đây để lấy ảnh thôi. Đấy là máy. Tương tự thì mình cũng có ở đây là Canon S200 này cũng có wifi này. Ở trên này. Canon S110 này. Các bước này nó cũng tương tự rồi. Đây, bạn bấm nút xem ảnh. Xong rồi ở đây thì nó có cái nút có hình cái biểu tượng wifi này, màu xanh nước biển này. Đấy, ấn nút lên trên này. Cũng chọn cái điện thoại. Thêm thiết bị. Cũng làm các bước tương tự như lúc nãy.